Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận góp ý tại hội trường về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Đề xuất tăng khung giờ làm thêm, tức là số giờ làm việc tối đa trong một năm mà doanh nghiệp được phép yêu cầu người lao động thực hiện, đã trở thành chủ đề nóng nhất trong phiên họp. Và theo quy định hiện hành thì giờ làm thêm tối đa là 300 giờ một năm. Còn theo dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi thì thời gian được nâng lên tối đa là 400 giờ một năm. Và các đại biểu đã có những ý kiến trái chiều về đề xuất này. Một số ý kiến đại biểu cho rằng tổng số giờ làm thêm theo thỏa thuận của Việt Nam là từ 200 đến 300 giờ một năm, thậm chí thấp khoảng gần một nửa so với các quốc gia đang cạnh tranh với Việt Nam như Bangladesh, Trung Quốc hay Hàn Quốc. Kết quả khảo sát mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế đã xác nhận 99% các hợp đồng lao động ngoài giờ ở nước ta là có sự thỏa thuận tự nguyện của cả hai bên, phản ánh một thực tiễn tăng giờ làm thêm hơn 300 giờ là yêu cầu của cuộc sống và phù hợp với lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ quan điểm không đồng tình với ý kiến này. Nói đến tự nguyện, chúng ta nghe từ đâu? Nếu nói rằng nghe từ người lao động mà nói tự nguyện, tôi lấy làm lạ. Nhìn vào cuộc sống thực tế của người công nhân, hãy nhìn vào những đứa trẻ mà cha mẹ của họ phải gửi về quê. Có người mẹ, người cha nào muốn xa con mình hay không? Thực tế, mức lương của người lao động Việt Nam hiện nay còn thấp. Bởi vậy, nhiều người buộc phải làm thêm để tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Có thể cho phép mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ trong năm lên 400 giờ. Điều quan trọng là cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các chế tài xử lý vi phạm để việc thỏa thuận làm thêm thật sự là sự tự nguyện của người lao động. Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, làm thêm giờ không có nghĩa là năng suất lao động tăng. Tuy là nói rằng tự nguyện nhưng điều này không thực tế, thực sự đâu. Một dây chuyền may, nếu một số công nhân một nửa nghỉ, nửa còn lại không may được cái áo đâu ạ. Một dây chuyền làm giày một nửa nghỉ vì không muốn làm thêm giờ, không làm được đôi giày. Cho nên sẽ có một cuộc đấu tranh trong công nhân gây sức ép làm hay không làm. Cho nên chúng ta nói rằng tự nguyện đấy là một phần thôi, không phải tự nguyện đâu. Tăng năng suất lao động thì nguồn gốc là phải đổi mới công nghệ, thiết bị mới. Còn tăng giờ làm chỉ giảm năng suất lao động. Cái này ai cũng thấy rồi, làm thêm giờ là mệt, năng suất lao động giảm. Rõ ràng là đề xuất tăng khung giờ làm thêm tối đa trong một năm đang nhận được rất nhiều ý kiến tranh luận nóng bỏng tại nghị trường Quốc hội ngày hôm nay. Còn đối với những người công nhân lao động thì họ cũng đã có những cái ý kiến khác nhau xung quanh đề xuất này. Bộ luật lao động sửa đổi sẽ có tác động tới 55 triệu người lao động tại Việt Nam đang ở độ tuổi lao động. Những người công nhân lao động, đối tượng sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ việc tăng khung giờ làm thêm. Họ có ý kiến như thế nào về đề xuất này? Mời quý vị hãy cùng tôi tìm hiểu. Tăng nhiều thời gian ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi một số người lại có gia đình, không có lo được cho vợ, cho con. Tôi nghĩ thì tăng ca chỉ một tuần, chỉ bao nhiêu mấy ngày trong tuần thôi, để có đáp ứng cái nhu cầu của sức khỏe đó. Rồi xong rồi một tuần nên cho tăng nghỉ ngơi. Tăng ca vậy mới có thể mà có tiền để mà trang trải được, có con gửi về quê nữa, phụ cấp cho con rồi ngoại này kia, cho nên là nếu mức lương như thế này thì không có đủ sống. Cái tăng ca 8 giờ nhiều lúc còn muốn tăng ca nhiều hơn nữa để đủ cho cuộc sống. Nếu mà giảm giờ làm thì mức lương cơ bản thì không đủ trang trải. Cái thu nhập mình giảm thì cái cuộc sống mình trang trải thì nó cũng không thoải mái được. Khi công việc cần thì mình cũng tăng ca chứ. Với lại nhiều khi mình khó khăn trong công việc á, cuộc sống mình á, thì mình phải nên tăng ca chứ, nói mà làm suốt không tăng ca được không được. Theo cơ quan soạn thảo thì việc tăng khung giờ làm thêm tối đa trong một năm thì chỉ tập trung ở 4 ngành trọng điểm, đó là da giày, dệt may, thủy sản và điện tử. Và các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này thì chắc chắn họ sẽ có những cái lý giải riêng cho đề xuất này. Với hơn 6.500 doanh nghiệp đang hoạt động, cũng là ngành sử dụng lao động nhiều nhất hiện nay, dệt may chịu nhiều tác động nhất trong việc điều chỉnh giờ làm thêm. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, vì ngành nghề đặc thù theo thời vụ, làm theo đơn hàng của đối tác, nên ngành này cần tăng giờ làm thêm. Nếu chúng tôi không huy động làm thêm giờ thì không giao được hàng. Sau năm chúng tôi mất đơn hàng và người lao động mất việc làm. Còn nếu chúng tôi huy động làm thêm giờ thì chúng tôi phải trả 1,5 lần, nhưng chúng tôi vẫn phải hoàn thành đơn hàng đó. Thì chúng tôi đề nghị là ít nhất là cũng phải đưa lên 400 giờ hoặc 450 giờ, 500 giờ thì mới đáp ứng được cái yêu cầu thực tế. Cùng chung quan điểm với ngành dệt may, ngành da giày đang sử dụng khoảng 1,5 triệu lao động cũng kiến nghị cần tăng giờ làm thêm.
Theo cái tính toán của Hiệp hội Da giày thì nếu như một người công nhân mà làm thêm giờ trong một tháng thì cái mức họ lĩnh sẽ tăng từ 2 đến 3 triệu, có nghĩa là người công nhân sẽ lĩnh khoảng 8 triệu đến 9 triệu một tháng nếu mà làm thêm giờ. Thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái lợi ích rất là tốt cho người công nhân. Trong khi đó, một số ít ngành ít phụ thuộc vào sức lao động của con người thì lại cho rằng không cần phải tăng thêm khung giờ làm thêm tối đa trong một năm. Giảm giờ làm thêm thì nó sẽ thúc đẩy thêm các cái doanh nghiệp mà tập trung đầu tư vào cái máy móc thiết bị hiện đại hơn, công nghệ mới hơn và sử dụng cái lao động ít hơn, cũng như là cái chất lượng lao động cao hơn. Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết cần kiểm soát việc tăng giờ làm thêm, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng để không tuyển dụng lao động mới rồi lại phải đóng các loại bảo hiểm cho nhân sự mới. Thay vào đó, huy động công nhân làm thêm giờ để đảm bảo công việc. Giảm giờ làm để tạo điều kiện cho người lao động có cái điều kiện để mà chăm lo sức khỏe, rồi là học tập nâng cao các kỹ năng trình độ tay nghề. Ngay bên hành lang Quốc hội thì phóng viên của chúng tôi cũng đã có buổi phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung để mà làm rõ các vấn đề liên quan tới việc tăng khung giờ làm thêm. Nếu trong trường hợp mà Quốc hội quyết định thì Bộ cũng đã đưa ra các phương án, chẳng hạn như là xếp lương lũy tiến, ví dụ ngày làm việc thêm giờ mà trong ngày thường thì tăng tới 150%. Thế và làm việc trong ngày thứ bảy chủ nhật thì tăng 200%. Ngày lễ ngày Tết thì tăng tới 250%. Và trong những trường hợp khác thì thậm chí còn khuyến khích doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận trên cái mức này. Thì đây cũng là một cái điều kiện rất thực tiễn. Một thông tin khác mà cũng đáng chú ý trong phiên họp ngày hôm nay, đó là đề xuất phương án giảm giờ làm việc bắt buộc từ 48 giờ như hiện nay xuống 44 giờ mỗi tuần. Đa số ý kiến các đại biểu trong phiên thảo luận sáng nay thì đồng tình với đề xuất này để mà khuyến khích doanh nghiệp tăng năng suất lao động, đảm bảo lợi ích cho người lao động. Những ý kiến của các đại biểu Quốc hội thì vẫn tiếp tục được ban soạn thảo tiếp thu và chỉnh sửa. Dự kiến là dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi với các nội dung nóng bỏng bao gồm tăng khung giờ làm thêm hay là điều chỉnh tuổi hưu sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào cuối kỳ họp Quốc hội, tức là dự kiến vào ngày 20 tháng 11 tới.